Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình góp nhận 100 đồng top cần có kiểu là BS Pay. Một top cần này đã list lên sàn BankKK Swap nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mở tài khoản start chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm continue. Bạn lưu cấp tra 98 cộng 9 là bằng 107. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn đã đi xem BankKK Swap này các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho đến group bên trên lên các bạn. Vô vào một kênh bắt đập lên các bạn. Tiếp tục con follow. Chuyển tiếp click follow kênh trên lên. Bấm follow nữa các bạn. Rồi bạn bắt đập lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn tại Twitter thì các bạn follow và tại Twitter Binbot luôn các bạn. Bây giờ fan Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Đây dự án khá là tiềm năng đấy. Các bạn chỉ dẫn cái bài tờ viết ở Diêm nữa bạn. Rồi các bạn gọi cộng Probay chỉ dẫn với username nữa các bạn. Rồi các bạn copy username nữa rồi bạn test lại các bạn. Rồi các bạn bắt đặt. Tiếp tục bấm đơn nha bạn. Tiếp tục bấm đơn nha bạn. Tiếp tục bạn điền là username từ Twitter mình nha các bạn. Username account. MMO của bạn thì các bạn mở từ Twitter mình ra các bạn copy username mình. Account MMO của bạn. Rồi bấm done các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain các bạn copy địa chỉ chút wallet mình các bạn. Enter hack in đi chút wallet mình hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain. Mình copy địa chỉ BNB Smart Chain các bạn sao chép nha các bạn. Kiểu bấm up lên nè. Không bắt tới đây nha. Bạn gửi cho bot nè bạn. Rồi bạn sẽ nhận được 100 đồng top cần có cái BS Pay đó bạn. Đây bạn chỉ là dựng ghép mà chia sẻ bạn bè mỗi lượt giới thiệu sẽ được 5 top cần BS Pay. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.